Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm trọn video clip hướng dẫn cho các bạn cách đánh lòng trắng trứng. Tại vì nhiều phản hồi của các bạn là các bạn làm không được bánh bông lan. Thì qua cái mô tả của các bạn đó, thì mình thấy các bạn đánh lòng trắng trứng quá cứng, quá xốp. Cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh lòng trắng trứng ngừng như thế nào và cách nhìn độ đạt của lòng trắng trứng như thế nào là đủ. Hôm nay mình có 3 lòng trắng trứng, mình sẽ đánh đến lúc mà nó bị hư luôn cho các bạn xem là đánh hư như thế nào. Và cái khi nào mà nó đạt thì mình sẽ nói cho các bạn nghe. Trong tất cả các món bánh bông lan á, thì đa phần các bạn cần đánh đến độ dẻo và mịn, gọi là bánh khi mà mình nhấc cái que lên nó có chóp mềm á. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm ha, nói nhiều quá thì cũng khó hiểu. Trước tiên là lòng trắng trứng, cho bánh luôn luôn là nhiệt độ phòng. Có những công thức họ đưa cái khay như này lên một cái thố nước và bắt lên rồi đánh lòng trắng trứng trên cái hơi nước. Cái đó thì mình cũng có thử, thì đúng là làm như vậy thì lòng trắng của mình nó nở, nó xốp lên rất là nhanh. Cái thời gian đánh của mình ngắn hơn. Nhưng mà nếu mà bạn không có kinh nghiệm mà đánh kiểu đó thì cái lòng trắng của mình nó rất là dễ bị chín. Lòng trắng trứng sẽ chín ở nhiệt độ 65 đến 70 độ. Nếu mà bạn có nhiệt kế đo được á, thì bắt các bạn phải lấy khỏi cái hơi nước khi mà cái nhiệt độ lòng trắng ở 40 độ C. Nhưng mà mình thấy đánh lòng trắng bằng cái máy nè, cầm tay nè, rất là nhanh. Mình cũng không có cần bỏ vô cái máy KitchenAid đâu. Kế bên mình là cái máy mình hay nhồi bánh mì, nhồi bột, đánh kem. Nhưng mà mình không cần thiết cái máy này. Vì khi đánh lòng trắng trứng mà có số lượng khoảng 3 trứng đến 4 trứng á, thì các bạn dùng máy cầm tay đánh thì nó sẽ nhanh hơn. Mua một cái máy đánh trứng khoảng chừng 10-15 đồng như vậy là bánh vẫn thành công, lòng trắng nó vẫn nổi. Nó không nằm ở cái phần công suất của máy. Công suất của máy nằm khi nào mà các bạn làm bánh mì Việt Nam mà mình đánh để mà đạt độ dai á, thì cần máy có công suất cao và máy khỏe. Chứ đánh lòng trắng thì thật sự là chỉ cần 3-4 phút thôi là mình là xong rồi. Rồi mình bắt tay vào làm nha. Từ đầu là mình cho muối. Cái này là 1/3 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đánh tốc độ ở đáy máy của mình là có 5 số. Và mình bật đến số 1. Mực số 1 thôi, nó cũng đã rất là mạnh rồi nè. Sau khi đánh được khoảng 20 giây là các bạn thấy cái bọt khí to nó nổi lên như vậy, giống như là bọt xà bông đó. Thì lúc này mình có thể cho cái cream of tartar hoặc là nửa muỗng cà phê chanh để cho cái lòng trắng trứng của mình nó nổi mà nó không bị xẹp. Bây giờ mình sẽ đánh tiếp. Mình phải đánh tốc độ thấp thôi nha. Nãy giờ mình chưa có lên maximum đâu. Bây giờ là mình có 5 số thì mình đang chỉnh ở số 2 thôi. Bọt khí của mình nó nhỏ hơn nhiều, nó mịn hơn như vậy. Mình cho đường, khi mình cho đường thì mình cũng cho rất là chậm chậm, từ từ để cho cái trứng đường nó có thời gian để nó hòa quyện với nhau. Tại vì trứng khi này là nó rất là nhẹ, khi mà mình cho cái đường là một cái khối lượng nặng vào thì nó sẽ bị đè bẹp cái lòng trắng của mình. Cho nên khi cho đường vào thì lúc nào mình cũng cho từ từ nhẹ nhẹ. Các bạn có thể dùng muỗng rắc, cứ đánh khoảng 5 giây thì cho một muỗng cà phê đường. Còn không thì các bạn cứ rắc từ từ, vừa đánh vừa rắc từ từ như vậy ha. Và mình lúc này đánh cũng số 3 thôi, số 2 đến số 3 thôi, chưa có đánh cao nha. Các bạn thấy không, khi có đường vô thì cái lòng trắng của mình nó sẽ dẻo liền luôn á. Nhiều bạn nói là bánh ngọt quá, thôi mình bớt cái đường lại đi. Thì các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn bớt cái đường á thì cũng có khả năng là cái lòng trắng của mình cũng khó nổi.
cái đường nó cũng giúp cho cái lòng trắng của mình nó nổi tốt đó các bạn. Bây giờ hết đường rồi thì mình sẽ chỉnh lên tốc độ cao nhất để mình đánh cho nó bong lên. Đây là lòng trắng trứng mà mình đánh được sau 1 phút. Khi mà mình nhấc cái quay kem lên á, mà mình thấy nó có một cái dòng chảy kéo chỉ như này nè, là còn rất là lỏng. Nhưng mà lỗi các bạn làm bánh thường thất bại là thường là các bạn đánh quá đặc chứ không phải là quá lỏng đâu. Cho nên cái khâu này là mình cũng không cần nói tiếp ha. Bây giờ mình quay tiếp. Nhấc máy lên. Các bạn thấy không còn kéo chỉ nữa. Nó có cái chóp. Chóp mềm. Chóp mềm nhưng mà nó ngoặt xuống rất là nhiều. Ngoặt xuống nhiều và rất là nhiều. Có nghĩa là mình cần phải đánh thêm nữa. Đây là cái độ dẻo cần thiết để mình làm cái bánh bông lan kỳ rồi. Phương có một post một cái clip làm bánh bông lan nướng cách thủy. Khi mà mình đánh lòng trắng trứng, sau này nay mai mình sẽ làm một cái clip làm bánh bông lan Nhật Bản nữa, thì cái cách đánh lòng trắng trứng nó cũng giống y chang như vậy. Mình cần cái độ dẻo, các bạn thấy rất là dẻo không? Không biết các bạn nào đã cạo râu trong xã mình chưa? Cái kem cạo râu của đàn ông á, nó có cái độ dẻo giống giống vậy. Khi mà các bạn nhấc lên á, các bạn thấy không? Nó dẻo, nó đứng nhưng mà nó ngoặt, ngoặt xuống chút xíu nhỉ? Mà mình thấy nó có cái vân. Mình đánh mà nó có cái đường vân chạy sọc như vậy là đủ thời gian đánh. Các bạn có thể ngưng. Mình lật úp cái thau thì nó cũng không có chảy ra. Còn bây giờ thì mình sẽ đánh tiếp và đánh cho nó lố luôn. Lỗi các bạn thường hay làm để cho mình chỉ cho các bạn xem. Rồi, đây là trạng thái mà gọi là lòng trắng được đánh chóp cứng. Chóp cứng có nghĩa là khi mà mình nhấc cái que lên, các bạn thấy không, cái chóp của nó không có ngoặt xuống, nó dơ thẳng lên như cái đinh vậy đó. Bánh kem sinh nhật thì mình cần đánh lòng trắng cứng như vậy. Nhưng mà để pha vào hỗn hợp trứng, sữa, bột để mình làm bánh bông lan nướng cách thủy, thì khi các bạn đánh như vậy thì cái khả năng bánh xẹp rất là cao. Tại vì nó rất là khó hòa tan với lại cái hỗn hợp trứng sữa. Cho nên các bạn cố gắng dùng cái đồ khuấy, các bạn khuấy cho nó đều, cho nó tan. Thì lúc đó tình cờ mình cũng làm vỡ tất cả các bọt khí của bánh luôn. Mặc dù các bạn làm bánh thì nhìn thấy cái hỗn hợp lòng trắng, các bạn nghĩ là ô đánh lòng trắng gì là nổi, đẹp quá, bánh sẽ nở. Nhưng mà khi mà mình múc vô mình sẽ thấy nó rất là nặng tay. Nhưng mà các bạn thấy không, nó cứng đơ luôn nè. Như vậy là mình đã đánh quá lố. Mình hồi nãy có cho nước cốt chanh, cho nên bây giờ đánh cỡ nào đi nữa nó cũng không có bị tách nước nữa. Đáng lẽ hồi nãy mình không cho nước cốt chanh để cho các bạn xem là nếu mà đánh quá đà nữa thì tất nhiên là cái trứng nó bị tách nước ra, là cái trứng của mình nó bị hỏng luôn. Còn bây giờ mình thí dụ một cái trường hợp, bây giờ mình có một cái chất lỏng. Khi mà các bạn đánh quá lố cái lòng trắng trứng như này nè, ví dụ nha, bây giờ mình cho vô chất lỏng á, nếu mà mình đánh vừa đạt cái độ mịn dẻo mềm á, thì các bạn chỉ khuấy khoảng chừng 2-3 vòng. Tất nhiên cái này là không phải là nước mà mình là hỗn hợp bột. Mình chỉ khuấy chừng 2-3 vòng là các bạn thấy cái hỗn hợp lòng trắng trứng của mình rất là dễ hòa quyện với lại cái hỗn hợp bột của mình. Còn cái này mình mà đánh cứng ngắc như vậy, các bạn bỏ vô hỗn hợp bột, các bạn thấy nó không có tan, nó không có hòa quyện ra cái hỗn hợp bột. Các bạn sẽ thấy lòng trắng trứng của mình nó có hiện tượng lục cục lòn hòn ở trong cái hỗn hợp bột của mình. Thì các bạn sẽ ráng đánh cho nó tan như vậy. Thì tất nhiên là khi đánh tan thì bọt khí nó cũng xẹp. Còn cái hỗn hợp lòng trắng trứng nó còn dư lại ở trong cái hỗn hợp bột của mình á, thì nó nằm thành khối như vậy. Khi mà các bạn cho vô lò nướng thì tất nhiên nó lúc đầu thì nó sẽ nở cao lên rất là cao. Thì các bạn nghĩ là ô bánh thành công rồi. Nhưng cái đó là hiện tượng sai. Khi mà nó nở cao rất là nhanh, vung cao lên á, thì cái đó là hiện tượng bánh lòng trắng của bạn đánh quá lố. Hôm nay mình hy vọng là mình giải thích tới như vậy thì cho các bạn nào mà mới làm bánh hiểu được là đánh chóp mềm là như thế nào.
Có thể là nhìn thì đơn giản nhưng mà đa số các bạn mà mới tập làm bánh á, đều bị cái lỗi này. Cho nên hôm nay mình mong là cái clip của mình cho các bạn thấy được và tham khảo hiểu thêm được chút xíu về cái cách đánh lòng trắng trứng sao cho đúng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Mình sẽ cho ra cái bánh phô mai Nhật Bản. Nhưng mà hiện tại lò nướng nhà mình là bị hư, 2 tuần nữa mới có thợ đến sửa, cho nên bây giờ mình không có làm gì được hết. Rất là ghiền làm bánh các bạn ơi, mình rất là ghiền. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.